không được đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ tại vì người ta nói là chồng đẹp là chồng người ta. Kể đi, chị thích đẹp. Chẳng may đẹp trai không được không em? Chẳng may đẹp trai được không em? À, dạ chẳng may anh đẹp trai thì em đẹp gái, là mình hai mình xứng đôi rồi anh ạ. Nói anh có từng nghĩ tới ma túy không ạ? Chưa thấy ai đi tìm nghiệm hỏi anh có ma túy không? Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả quý vị khán giả trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Hoài Tiến, năm nay em 27 tuổi, quê của em là ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì em? Dạ hiện tại thì em đang là một điều dưỡng tại thẩm mỹ viện ạ. Điều dưỡng tại thẩm mỹ viện? Dạ vâng ạ. Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ vâng ạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Hợp, năm nay em 27 tuổi, quê quán của em là ở Hưng Yên và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9 Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Công việc của em là quản lý chuyên về bê tông và xây tô. Bê tông tức là vật liệu xây dựng đúng không? Vật liệu xây dựng dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ về điểm mạnh của em thì rất là thẳng thắn và thật thà. Thứ hai nữa là em rất là chân thành, sống biết yêu thương người khác cho với lại yêu thương gia đình. Dạ còn nhược điểm của em thì cũng rất là nhiều, đặc biệt là em rất là nóng tính. Dạ nóng tính lắm luôn. Ở nhà mà em út ở nhà mà em đâu có dạy học được đâu, chỉ là bé kế em nó dạy thôi, còn em là không bao giờ dạy được, bởi vì là sai cái là em nói tiếng một thôi, còn qua tiếng thứ hai là dạ chắc là sẽ có đập. Trời ơi, ghê vậy. Em đập có khi nào đập đồ đập đạc gì không em? Dạ chưa ạ. Chưa dạ. Thì cũng tốt, chưa đến nỗi nào còn dạ. Được. Bạn trai bên kia ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ thưa, là ưu điểm của em là một người sống và làm việc rất có trách nhiệm, người sống khá là chan hòa, thương yêu mọi người. Khuyết điểm thì em cũng hơi nóng tính một xíu. Trời ơi, hai người nóng tính hết trơn rồi chắc quýnh lộn luôn á. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi con gái? Dạ chưa. Chưa có? Dạ đúng rồi ạ, chưa có ạ. Lý do tại sao? Thì cái lý do đầu tiên em nghĩ tới là do em cao quá. Em dạ. Cao 1m mấy? Dạ em cao 1m7 ạ. Bởi vậy nãy giờ vô chị nhìn chị muốn ngước lên, chị muốn mỏi luôn á, mỏi mắt luôn. Dạ. Quá cao. Dạ. Và cái lý do thứ hai mà em nghĩ đó là một cái lý do mà cũng quan trọng là sau khi tốt nghiệp xong là em vào trong Sài Gòn em làm, mà em làm điều dưỡng trong một cái trung tâm cai nghiện á. Dạ đúng rồi, thì cũng chính cái môi trường đó là nó làm cho em có một cái cảm giác là mình đi ra ngoài á, mình đi ra ngoài mình nhìn thấy người khác mình sợ, tại vì lúc mà vô trong trại cai thì ai cũng như nhau, nhưng mà lúc mà họ cai xong họ ra là lên đồ lên xe là chị thấy nó rất là đẹp, nhiều người đẹp trai lắm luôn, em nói thật sự là đẹp trai lắm luôn. Con nhà giàu có nhưng mà cuối cùng họ vẫn đi vào con đường nghiện, nó làm cho em có cái cảm giác là mình sợ luôn. Mình sợ luôn, có nghĩa là đi ra đường mình thấy là ồ rồi không biết là anh ta có nghiện hay không, rồi có nghiện rồi có chịu đi cai rồi này kia hay không. Thì làm nghe em... là bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng đến dạ. Tình yêu. Nó ảnh hưởng em rất nhiều, là nguyên một cái giai đoạn nào cũng phải là 2 năm sau khi mà em vào trong cái môi trường đó em làm thì em mới có cái tư tưởng nó giãn bớt ra, tại vì cũng có người cai nghiện thành công chứ không phải là không. Cũng khổ tâm quá ha, cái môi dạ. Trường làm việc cũng hạn chế trong cái tình yêu. Em gái em muốn tìm người yêu thế nào? Dạ mẫu người yêu của em chắc là chắc trước hết phải cao quá. Dạ đúng rồi. Cao ít nhất là phải 1m7, bởi vì em là em coi bên kia nhưng hỏi đi, em hỏi bên kia. Dạ anh cao 1m bao nhiêu ạ? Bên đây khoảng 1m50. Dạ 1m51 là cùng. Dạ nếu như 1m51 mình có thể mang về độn anh ạ. Không sao đúng không? Dạ. Rồi. Thứ hai nữa là không được đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ tại vì người ta nói là chồng đẹp là chồng người ta. Kệ đi, chị thích đẹp. Chẳng may đẹp trai có được không em? Chẳng may đẹp trai được không em? Dạ chẳng may anh đẹp trai thì em đẹp gái, là mình hai mình xứng đôi rồi anh ạ. Dạ. Rồi còn gì nữa không em? Anh ơi anh có từng nghĩ tới ma túy không ạ? Chưa thấy ai đi tìm nghiệm mà hỏi anh có ma túy không? Thông cảm, dạ, ta thông làm cảm môi trường đó mà. Cho em tại vì là bệnh nghề nghiệp của em anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những cái thứ tệ nạn xã hội. Dạ. Toàn... Tại vì em mà thấy ai mà lên cơn là em nhìn biết liền à. Cho nên là có gì mình nói thật anh nha. Tí em nhận xét anh nhá, không có bị lên cơn không nhá. Bạn trai bên kia em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái em muốn tìm là một người bạn gái có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành,
Nước da thì trắng. Và về tính cách thì bạn ấy là người phụ nữ của gia đình, quan tâm chăm sóc gia đình hơn là việc đi kiếm tiền, nhiều tiền. Tức là bạn ấy đừng đặt nặng cái việc kiếm tiền quá. Thì nếu em nuôi được bạn ấy thì bạn ấy sẽ bỏ bớt công việc. Dạ vâng, nuôi được ạ. À vậy nuôi tốt. Rồi những điều gì mà em không thích người phụ nữ? À, em không thích người phụ nữ mà quá nóng tính. Nóng tính, trời ơi. Càm bên ràm kia, nữa. Bên kia nóng quá. Rồi càm ràm nữa hả? Sao em gái? Ồ, dạ, sao em gái em chào anh Quỳnh Linh ạ. À. Nhưng mà sao em không hiểu nha. Dạ. Thường thì điều dưỡng đó. Dạ. Họ kìm được cái tính dữ lắm luôn á. Điều dưỡng là bao giờ cũng kiên nhẫn lắm á. Ừ, tại vì là khi mà em vào cái môi trường đó là môi trường nó hơi đặc biệt hơn những cái môi trường khác một chút. Khi một khi mà họ lên cơn nghiện rồi á thì là mình phải vững, với lại mình cũng không thể nào mà mình làm một cách là dịu dàng giống như ở trong bệnh viện kêu là à cô ơi chú ơi rồi này kia được. Dạ, ừ, quyết đoán lên mạnh mẽ, không phải dữ dằn lên đúng không? Dạ cũng không đến nỗi dữ lắm, nhưng mà do cái âm lượng của em nó rất là to, em nói bình thường thì coi như là em đang la người khác. Thử em la một tiếng thôi, nói âm lượng cỡ nào. Dạ em sợ vỡ mít nên ạ. Không sao đâu. Em ví dụ như bên đó là bệnh nhân đó. Ừ. Đó dạ. Ví dụ anh bệnh nhân nè. Đập phá nè. Yên lặng. Không yên. Ê. Không. Dạ chừng nói như được. Vậy thôi đó hả? Dạ. Thử rồi đó. Chứng tỏ em là một cô gái rất bản lĩnh. Thì dạ. Mới làm trong cái môi trường đó. Bản lĩnh và cá tính đó. Dạ. Thôi. Bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia là người như thế nào? Dạ. Em nghĩ là chắc là cao khoảng bằng em. Cao khoảng bằng em. Rồi thì chị Cát Tường. Giò cẳng cũng dài ha, cũng được, không đến chị nổi. Chị ơi, chị nhìn giùm em có bị hói không chị? Hói nguyên đầu luôn em ạ. Bớt cái tiêu chí xuống một chút. Bây giờ nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Có tầm khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa ạ. Dạ. Bây giờ quyết chí lấy vợ chưa? Dạ quyết chí ạ. Dạ. Thích con gái không? Dạ thích chứ ạ. Em mê gái. Mê gái, được. Mê bây nhưng giờ... mà đừng mê quá anh nha. Em cảm nhận bạn nữ bên đây là như thế nào? Qua những gì mà em vừa mới được nghe bạn ấy chia sẻ thì em nghĩ bạn này khá là mạnh mẽ, cũng hơi cứng rắn một chút. Rồi, ok. Chị nghĩ là được kiếm được một anh mà cao cao tương đối. Ủa em cao mét mấy, 7 mấy? Dạ 7-8 ạ. 7-8 quá dữ luôn, trời để dành cho em. Không nắm bắt được cơ hội là coi như thua. Dạ vâng ạ. Cỡ nào bằng mọi giá, phải chinh phục được anh ấy. Thôi. Hôm nay em trai đi với ai? Giờ em đi cùng với người bạn học cùng đại học em ạ, Đoàn Sái Ca ở dưới. Đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi. Dạ em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thương, bạn đại học với lại bạn Hợp ạ. Thì em xin phép có một đôi lời nhận xét về bạn Hợp. Và bạn Hợp là một người sống rất là hòa đồng, tình cảm và người sống là rất là có trách nhiệm ạ. Còn về bạn gái bên đây thì theo như em cảm nhận thì em thấy bạn là người rất là xinh gái và có đôi chút là dịu dàng, chứ em không nghĩ là nóng tính. Và nếu như mà em cần một người chân thành thì đúng bạn của anh rồi, bạn của anh rất là chân thành. Và bạn của anh không nghiện một cái gì cả, bạn anh bây giờ chỉ nghiện một cái là nghiện một mái ấm, gia đình hạnh phúc thôi. Và hy vọng một ngày gần nhất là em có thể gặp lại chị Cát Tường và anh Quyền Linh trong ngày vui của hai bạn. Em xin hết ạ. Cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình của em có ba chị gái với lại em gái với bạn của em. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả trong đường quay. Tôi là ba của bé Tín. Bé Tín ở nhà là biết nhìn nhận và biết suy nghĩ về mọi người. Với lại là bé Tín nóng mà không phải là nóng vội, kiểu là nóng nhưng mà còn có suy xét. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai của chú thế nào nè? Thấy anh phong độ cũng đẹp trai. À, nó năng chú. Thì cũng lưu loát, cũng mong muốn là hai đứa cho nhau một cơ hội là bấm nút và hẹn hò rồi tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bác cũng rồi. Hy vọng với con. Con cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn bác. Bây giờ chúng ta sẽ kéo có rào cho hai bên gặp trò mặt chuyện với nhau nha. Kéo hàng rào. Anh muốn còn tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Tôi không nghĩ hai người này mà ế ta. Gặp ngoài đời không thể nào nghĩ là họ ế, nhưng mà thật trong sâu thẳm thì họ ế thật. Nào, trò chuyện với nhau đi hai bạn. Chuyện, em có nhận xét gì về anh? Em cảm thấy anh sao? Ngoài sức tưởng tượng của em. Là xấu quá hay là... Dạ không, nhìn rất là phong độ và nhìn rất là đẹp trai. Dạ. Vừa anh có nghe em chia sẻ ấy, em rất là nóng tính đúng không? Dạ đúng rồi, nóng, rất là nóng tính. Thực ra là anh rất là thích người hiền dịu, dịu dàng một xíu ấy, mà nữ tính ấy, như chị Cát Tường, chị đang
Dạ. Dáng rất là nữ tính. Vậy thì nếu như mà em nóng tính thì anh thấy em có phải là người nóng tính như em nói hay không? Thực ra là nếu mà nhìn ở vẻ bề ngoài thì anh không dám nhận xét nhiều. Tại vì là mình phải tìm hiểu sâu thì mình mới nhận xét về người ta cụ thể. Nhưng mà cái nóng tính ấy, bên ngoài thực tế là nó không có tốt. Dạ. Bản thân anh cũng là người rất là nóng tính, anh thẳng tính nữa cơ. Nhưng mà sau khi anh ra ngoài anh làm việc thì anh nhận thấy cái điều đó nó không ổn chút nào. Nên là anh đã thay đổi bản thân mình hàng ngày. Vâng ạ, về việc mà kiềm chế thì là em nghĩ là em làm rất là ok. Bởi vì là môi trường của em là khách hàng là thượng đế. Vừa em thì anh bây giờ anh là... tin dạ. Anh yếu tin. Dạ, cho nên là không phải là mình nói là coi anh là một khách hàng. Nhưng mà là bởi vì là khi mà hai người mình nói chuyện với nhau thì một người nóng thì có phải có một người kia dịu lại. Thì em cũng hy vọng là nếu như mà sau này lỡ có đôi lúc mà em có hơi nóng tính một chút xíu thì anh phải là một người đóng vai trò là lạnh để cho em có thể là giảm bớt nhiệt độ xuống. Lạnh như băng được không em? Dạ. Vậy thì càng tốt, bởi vì khi lạnh như băng vậy là nhiệt độ của em hạ nhanh. Rồi, chúng ta dạ. Nói chuyện hẹn hò đi các bạn. Quan điểm tình yêu của anh là như thế nào? Quan điểm tình yêu của anh là khi mình yêu nhau thì cứ hãy cứ yêu bằng tất cả con tim, bằng tất cả những gì mình đang có. Dạ. Còn nếu mà chẳng may mà không đến được với nhau nữa thì nó do cái số phận. Dạ. Mình cũng vui vẻ thôi, cũng không đừng có bi lụy quá. Dạ. Thì theo anh nghĩ đến thoáng hơn một chút. Còn quan điểm tình yêu của em là em nghe một câu nói rất là hay. Chúng ta chỉ mất 3 giây để nói là yêu, nhưng mà chúng ta mất cả đời để mình xây dựng, vun đắp và phát triển cái tình yêu đó. Dạ. Anh xin lỗi là vừa em nói hơi dạ. Nhỏ, anh chưa nghe được em làm ở chỗ nào nhỉ? Dạ, em làm ở Thẩm mỹ viện Thiện Mỹ ngay chỗ quận 1, ngay chỗ cầu Ông Lãnh anh. Em biết cầu Ông Lãnh không? Anh không biết đâu, nhưng Google Maps chỉ. Dạ đúng rồi. Anh ở quận 9 là ở chỗ nào ạ? Anh ở chỗ Long Thuận, phường Trường Thạnh, quận 9. Dạ, ở chỗ đó anh đi qua, nếu như mà qua chỗ em là ở thì cũng gần, mà qua chỗ làng cũng gần á. Rồi, dự định tương lai thế nào các bạn? Hôm nay mình đến với nhau, chương trình đã cho mình một cơ hội như này á. Dạ. Thì nếu mà em cảm thấy anh là một người mà có một chút gì đấy làm cho em rung động thì anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội đó, để mình tìm hiểu sâu hơn. Dạ vâng ạ. Bạn nam hãy nói một cái điều gì đó trong lòng mình để cho thuyết phục được bạn gái. Anh không hứa là chắc chắn là sẽ cho em những cái gì cụ thể, nhưng mà anh hứa sẽ dùng tất cả những cái gì gọi là bản lĩnh đàn ông, rồi tất cả những thứ anh có để chở che và bao bọc cho em. Dạ vâng ạ. Rồi, hết thời gian. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Để tay nút bấm bên tay trái các bạn. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chào quá, xa chào. Nắm tay đi em. Đẹp trai, đẹp gái ha. Em lo hôm nay em mang với cổ phần. Này thuộc về siêu mẫu đó. Này để dạ. Con chắc cao lắm nha. Rồi. Xin phép, xin phép. Dạ, chắc là không. À, con xin phép bác cho con ôm em một cái. Không nữa, không nữa. Em cũng bạn trai để vô lý vô cùng. Hiện tại thì em nghĩ là mình còn nhiều mục tiêu, thì cái đó em nghĩ cứ từ từ. Cứ từ từ vậy, bây giờ nó đang chi? Hồi Tết có về quê á thì mẹ mở cho coi được một lần đó, là lần đầu tiên em biết tới chương trình này. Em đi đàn guitar đấy hả? Đúng anh. Bạn tên là gì? Em tên Võ Thành Vĩnh, năm nay em 32 tuổi. Em là nhân viên kỹ thuật bảo hành Nokia. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn. Em tên gì? Dạ em tên là Hồng Ân. Dạ năm nay em 24 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Công việc chính của em là làm với tổng giám đốc công ty, giống trợ lý cho sếp vậy ạ. Bạn đẹp trai, sửa điện thoại, rất nhiều cô gái đến sửa, thậm chí cầm điện thoại xong bấm giả bộ bấm số mình để lấy số người khác nữa. Tại sao, lý do gì đến nay vẫn còn thế? Thứ nhất em hiền quá, với lại em cũng nhát gái. Có gì có mối tình nào chưa? Có mấy hai mối tình. Hai mối tình mà nói nhát gái. Tại sao bạn lại chơi đi đâu cũng xách theo guitar này? Bởi vì em có một mình, thành thử cái đàn đó là giải trí mà. Giải trí. Dạ. Bạn thử chơi một bài hát nào đó. Em sẽ trình bày cái bài hát Một Quả Đi Về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rồi. Ừ.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt, chân hai vai ta đôi vàng nhạt nguyệt. Lại lên sân khấu mà hát hay hát lại nó kỳ lắm. Cầm lên cái đàn nó thấy rộn ràng hơn nữa. Thầy thí dụ tôi cầm cái đàn lên cho bạn coi nè. Cầm lên phải làm được không? Không ai sao nói được. Không ai sao nói được. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lên khoai. Đấy, mình phải tạo không khí liền cầm cái đàn là phải. Nếu mà tính muốn mà cua cô nào là cầm đàn phải lên không khí liền vậy. Vậy là cái này là con mới như là cầm cái đàn lấy le thôi. Trời ơi, khổ ghê. Tôi biết có nhiêu đó thôi đó. Ý quên cũng biết hơi nhiều. Nè, bây giờ để tôi hỏi bạn gái của tôi nè. Bạn gái tôi rất là xinh xắn rồi. Nãy giờ chưa nói được câu nào nè. Dạ. Bây giờ chị vẫn lặp lại câu nói cũ của chị là chị không thể nào tin được em như vậy mà em không có bạn trai là chị vô lý vô cùng. Hiện tại thì em nghĩ là mình còn nhiều mục tiêu thì cái đó em nghĩ cứ từ từ. Cứ từ từ vậy bữa nay tới đây làm chi? Hồi Tết có về quê thì mẹ mở cho coi được một lần đó là lần đầu tiên em biết tới chương trình này. Hôm nay có mẹ em đi ủng hộ không? Dạ mẹ em bận việc nên là không có tham gia được thì có em gái. Vậy hả? Em gái em đâu? Em gái em ngồi dưới đó. Đâu đứng lên cho xem cái coi. Rồi xin hỏi bạn ta bên đây bên kia là có em gái đi cổ vũ. Bạn có ai cổ vũ không? Có mẹ. Mẹ đi nữa. Trời ơi, dữ vậy. Mẹ bằng đâu? Dạ đây ạ. Dạ chào bác ạ. Lý do tại sao nay bác đi cổ vũ cho con trai của mình? Cháu nó ở nhà đó thì cũng lâu rồi tìm bạn gái chưa có ra. Thành ra mẹ đi cổ vũ cho con và động viên con là nên đăng ký chương trình này. Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Tiêu chuẩn của bạn chọn một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất phải đạo đức, lễ phép, hiền lành, dễ thương, biết nấu ăn. Chiều cao? Chiều cao thì từ 1m57 đến 1m67. Nếu mà bạn gái bạn đi hoài, suốt ngày cứ đi theo làm trợ lý tổng đốc hoài, không có thời gian chăm sóc bạn thì bạn nghĩ sao? Đôi khi mình cũng ghen chứ đúng không? Cái này bạn có ghen không? Chú Linh, chú Linh ơi cho con xí. Chú Linh ơi, chú Linh ơi. Rồi xí, xí như con xí. Con đâu có đi theo sếp đâu. Chỉ không. Là làm việc cho sếp đi thôi, đặt tới chỗ là sếp tự đi. Có không có đi theo. Chăm sóc sếp nhiều quá, không có chăm sóc người yêu mình cũng tức chứ. Thì riêng em thì em thích cái mẫu người bạn trai của em. Em chỉ mong muốn ở cái tâm người ta thôi. Một chút nào đó rồi có đạo đức, rồi biết suy nghĩ, biết lo lắng cho gia đình, biết kính trên nhường dưới. Cô ơi cô, cô cho con hỏi cô một câu nữa nghe cô. Thì bây giờ theo cô là cô cảm nhận như thế nào về người bạn gái ngày hôm nay? Em á cũng rất là dễ thương và tính tình cũng cô rất thích. Có nghĩa là cô là thích rồi đó. Bây giờ hai người gặp mặt coi sao phải không? Dạ cảm ơn cô. Cô rất là cảm ơn rất đó, nhiều. Rất là hồi hộp và chị xem giùm cho em. Dạ. Mẹ bạn ấy thì thích rồi mà bạn ấy có thích hay không? Coi bạn này có đủ chuẩn của em. 1m57, 67. Em cao mét bao nhiêu? 1m67. 1m67 rồi tao mang đôi giày tất nữa là 1m77 rồi cao em luôn cái đầu rồi sao? Em đổi em đổi. Hy vọng là hôm nay là hai mẹ con về sẽ thu hoạch được chiến lợi phẩm. Nói cái gì vậy? Cái gì chiến lợi phẩm? Chiến lợi phẩm. Thôi gì bởi mình vô cái gì. Chú chào con. Dạ con chào chú. Bây giờ con đưa ra điều kiện chú thấy bên đây được hết á con ha. Cô bên kia kìa, cô khó lắm. Chứ con thấy chú thấy con dễ hơn cổ nhiều á. Đó là chúng ta mong muốn tìm được cái người bạn trai tốt cho bạn gái bên này thôi. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau, trực tiếp trao đổi với nhau. 2 phút, bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh có món quà. Cảm ơn anh. Ngại quá. Hôm nay tới em có mang gì hết. Em ngồi. Dạ. Mang em tới là được rồi. Hôm qua cái chương trình này anh rất mong muốn là sẽ hẹn gặp em. Dạ em cảm ơn anh. Không biết ý em thế nào đây. Em run quá. Không biết nói gì hết. Ráng đi con. Ráng sao đi chú Linh.
Chú ráng nó khác, con ráng nó khác chứ. Mỗi ngày em đi làm là khoảng mấy giờ em về? Dạ, công ty em làm từ 8 giờ tới 4 giờ rưỡi. Vậy là khoảng sau khoảng thời gian đó thì em rảnh? Dạ không, tại em cũng học liên thông nên đa số buổi tối em đi học. Cuối tuần thì chắc chắn em sẽ rảnh chứ đúng không? Dạ, cũng còn tùy nữa anh. Tùy hả? Dạ. Không có lúc nào cho anh cơ, nãy giờ ý là hỏi chính đại em có thời gian đi với anh không? Biểu hỏi ta rảnh không thì ta kể. Còn nhanh lên, còn có 10 giây nữa nè. Lẹ lên. Hết giờ. Thôi, cơ hội không có đến nhiều lần đâu thiệt á. Con sao vậy? Ủa cơ bên em sao vậy? Bây giờ mời hai bạn đặt tay ra sau thành ghế. Và chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Nếu đồng ý các bạn hãy nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 sao vậy anh Linh? Hả? Dù gì em thấy nó lạ. Là sao ai biết là sao bây giờ? Em đếm nó có 1 à. Nó nhấn lẹ vậy. Bị chạm. Bị chạm. Là sao? Bạn nói thật lòng đi. Bạn cảm nhận thế nào về người bạn đứng kế bên đây? Thật sự thì cô ấy rất dễ thương. Thì thành thứ em mới bấm thôi. Thấy chưa? Thật lòng đấy. Còn bạn nữ, anh thấy rằng chàng trai này cũng dễ thương chứ? Dạ. Theo cảm nhận ban đầu mà muốn quen một người á là thích ngay ánh nhìn đầu tiên. Em nhìn anh, em chỉ thấy anh dễ thương thôi. Còn bình thường nếu mà chọn là người yêu thì... Đó là cảm nhận. Đó là cảm nhận. Có giải thích được. Dạ. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và ít nhất là chúng ta cũng có thể trở thành những người bạn với nhau. Màu hình của người vợ hả? Người vợ của em đó. Em màu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ, chị gái em ở dưới... À, dạ. Chị gái em? Đâu chị gái... Hai chị gái, hai à, giống như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống như vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình với là cao như thế. Dạ, về tính cách. À, tính cách về... sao? Dạ. Tức là chung thủy. Chung thủy vậy là luôn chăm lo cho gia đình. À. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi. Rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Dạ. Rồi. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Dạ, em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hơi cả đúng không dạ, chị? Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. À. Ừ. À, em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. À. Năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. À. Quê mình ở đâu? À, quê em ở Nghệ An ạ. À. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Rồi, em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng ạ. Sale, nhân viên sale. Dạ. Rồi, Nghệ An là ở huyện nào vậy em? Dạ em ở huyện Diễn Châu ạ. À. À, Diễn Châu. Rồi mời bạn trai. À, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì lời đầu tiên cho phép em giới em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Dòng Nghệ An luôn hả? Dòng Nghệ An anh ơi. Huyện gì? Em ở huyện Hưng Nguyên ạ. À. Hưng Nguyên đúng Hưng không? Hưng Nguyên ạ. À. À, là sát bên thành phố Vinh à, đúng nữa. Đúng rồi anh ơi. À, anh về đó mấy lần rồi đấy. Dạ vậy. À, dễ thương quá hả? Dạ. Giọng nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu xíu. Dạ vậy. À, dễ thương quá. Dạ. À, bạn ở Hưng Nguyên rồi bạn hỏi bên kia đi, Diễn Châu đó hai người hỏi cho xem sao. Em Diễn Châu ở đâu em? Huyện dạ. Xã nào em? Em ở Diễn Trung anh biết Diễn Trung không ạ? Anh cũng có mấy người bạn ở Diễn Châu nhưng mà lâu giờ cũng liên lạc cũng quên rồi. Vậy hả? Hai người hỏi thăm nhau luôn đi rồi hỏi rủ nhau chừng nào về quê chúng luôn. À, Tết anh về quê không anh? À, có em, Tết này hầu hết Tết năm nào anh cũng về quê ạ. Vậy hả? Khi nào anh về ạ? À, anh năm nay thường thì anh về sớm mà năm nay có cái việc không về sớm được nên 28 mới về em ạ. Dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Ờ anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc.
Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Rồi vậy được. Có điểm yếu nào không? À, điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu á. Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Này, em thì nói tiếng Nghệ An nên cũng hơi khó nghe. Không, dễ nghe lắm, anh dễ nghe lắm nhưng dạ, mà dễ nghe à? À, rất là dễ nghe, có điều có nó điểm hơi mềm gì chút không? Thôi. Có điểm mạnh dạ, gì dạ. Không? Em trai có điểm mạnh gì không? Điểm mạnh á, em có điểm mạnh gì không? À, thì điểm mạnh mẽ có. À, thường thường em thì điểm mạnh thì em cũng nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Còn không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ, thường thường thì điểm mạnh thì như em chia sẻ cái lúc nãy thì những cái điểm, cái đó thì em thấy là mọi người đánh giá lên điểm mạnh của em. À, còn em có một cái, có cái điểm mạnh khác có thì... tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt, rất hay, chắc hát hay lắm á, hát một bài tặng mọi người. Em đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn nữ. Đúng rồi. Dạ. Em hát cái bài về em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Chắc là em hát bài khác như bài đó em cũng không thuộc lời lắm. Rồi. Rồi, bạn nữ điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ, em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Dạ. Là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em hơi thẳng tính nên là nhiều khi cũng làm mất lòng mọi người ấy chị. Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà ấy chị. Sao? Lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. À. Dạ. Em có thói quen là hay quên chìa khóa. Nên là cứ mỗi lần đi đâu mà em quên mang chìa khóa là về là em đứng trước cửa ngắm cảnh một lúc rồi mới vào. Trời đất ơi, quên hoài vậy đó hả? Dạ, lâu lâu thôi chị. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại thì 2-3 mùa lá dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ, yêu đơn phương cũng có, những mối tình vô vơ này nọ cũng có nhiều hả chị? Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Sao không chọn được ai hả? Dạ tại vì chắc cho chưa hợp với chị. Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi, vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mấy mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò rồi đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi hẹn rồi. Hò thì đi uống nước rồi đi ăn vậy. Có nắm tay chưa? À, nắm tay cũng có rồi chứ mà. Có rồi anh. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ, em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Cái đó thì phải em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ. Dạ. Và em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em mẫu hình của người vợ người hả? Người vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ, chị gái em ở dưới đây. À, dạ. Chị gái em? Đâu chị gái? Hai chị gái. Hai à, giống chị như gái. Hai chị gái luôn hả? Dạ, giống như vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn? Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là... Là cao như thế? Dạ, về tính cách. À, tính cách sao? Dạ. Tức là chung thủy. Chung thủy, vậy là... luôn chăm lo cho gia đình. À, dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Dạ. Rồi. Được. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Dạ, em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không, không hôi. Dạ, đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi, anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? Dạ cũng được anh.
mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi 1m65 trở lên được rồi ạ. À. Còn mà body không được 6 múi, không gộp lại thì bây giờ không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích, không thích ở người bạn trai không, nói luôn đi. Dạ em không thích nhớ người bạn trai là gia trưởng, không quan tâm, không tôn trọng mọi người. Em không thích cho người bạn trai mà khô khan quá. Tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Bây giờ em không thích cho người bạn trai của mình bạn trai khan. Này không có gia trưởng đâu, hiền lắm. Em thấy nghe giọng nói không? Ủa là sao? Rất là hiền luôn. À, không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan đó chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? À, em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. À, em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt á. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó, thấy dạ. Chưa? Được chưa? Dạ, được ạ. Được ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ, em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng á. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô dạ. Tâm thì anh bao với em là anh không có đâu. Rồi. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ, vâng. Anh bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Dạ. Đó. Đàn cái gái gì? Cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra. Để tôi kiểm tra. Cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao nhưng mà còn cái có bao manly không? Em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ, manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu. Bậy. Ai thì nói cái đó em không có. Còn nếu về men thì chắc em có. Chứ manly thì em theo em nghĩ á thì là con trai. À, men không? Men không? Men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có lẽ 100%. 100%. Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Ờ, mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. À, dạ. Nên nhưng mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, cái đó thì em không thích, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. À, là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau, trong người mình cảm thấy như thế nào? À, thì em ước gì mình cũng như vậy á. À, dạ. Có rần rần trong người không? Dạ, có. Có ha, dạ. Rồi, cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự dạ. Hai bạn tìm hiểu nha. Dạ. Rồi bây giờ nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? À, được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Em dạ. Định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? À, em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. À. Dạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để mình à, hiện tại thì con. Em đang có dự tính thì cùng lập nghiệp đang ở đây. Và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ. Ừ. Còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi, à. Chưa có tiền làm nhà thôi. À tốt, còn, mua đất ở đâu em? Dạ, em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức, vậy dạ. Là quá tốt rồi, còn dạ. Trẻ mà. Dạ. Có cái ý chí cầu tiến trong công việc dạ. Là được. Mà sao mặt láng quá vậy? Dạ, em rất kỳ tính ạ. Em ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. À. Da dẻ em hay chăm sóc. Chăm sóc bằng cách nào? Dạ thì nói như lúc nãy em nói á là em khi nào bịt khẩu trang này, mang áo khoác này. Dưỡng kem gì không? Kem thì em không ạ. Kem thì em không. Còn không mai mốt mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Dạ. Nó mịn hơn nữa, da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị? Chị em với nha anh. Hả? Chị em với. Chị em hả? Không, em cũng đẹp à, rồi em nhưng ơi, mà cho anh, gái em đẹp là bình thường mà anh đang trai da đẹp lắm. Em ơi à. Cho anh hỏi em tên gì anh nghĩ lại giờ chưa nghe ạ? Dạ em tên Thảo ạ. À vậy à. Dạ anh tên Tương phải không ạ? Đúng rồi ạ. Rồi, ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Dạ. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Dạ. Chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Đây hả chị? Ừ, ai biết đâu. Rồi. À, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em, hồi bạn ấy lâu rồi, năm của em ấy chị. Bây giờ em muốn nghe ai đại diện cho tất cả các em. Ai sẽ là đại diện cho ý kiến cho Thảo nè. Dạ mời bạn, người bạn thân dạ, của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền. Nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ em cảm ơn. Men không? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao mà em nói chuyện với mấy cổ coi chứ, cổ nói em chưa men kìa.
Chưa men hả? Để anh hít đặt cho em biết là anh có men không à? Rồi làm luôn đi. Em không thấy chị thì chúng có cần đếm không chị Thương? Được, được, làm đi bắt em. Đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, cái chuyện ập mặt dưới à. Được rồi, chị Thương hả? Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được. Dạ. Đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Rồi, bạn trai đi với ai? À, em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. À, hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Chào chị. Hình mẫu của em ấy đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của người bạn trai em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này á, thì ngoại hình cũng chuẩn, mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Em chấm là cũng được. Còn em trai em á, thì em thấy là hơi run thôi. Nhưng thật ra em là hiền lành, thật thà, chăm chỉ. Việc nhà thì rất là đảm đang. Có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Dạ. Thế theo em nói là đến với chương trình thì em thấy là hai cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình bạn muốn hẹn hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quyền chọn nhau. Hay quá, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm, kéo rào. Dạ. Em chào anh ạ. Bên đây anh có món quà, bó hoa gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. Dạ, cảm ơn em. Cao ha. Cặp này cao và trai cao mét mấy? Dạ. Em cao 1m78 chị ơi. À, được. Rồi các bạn trò chuyện với nhau đi. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ em thấy anh khá đẹp trai. À vậy hả? Cũng có cảm tình. Cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? À, em thấy anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng mà tùy mị có duyên. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? À, quan niệm của tình yêu anh là phải chân thành và phải gọi là chung thủy, không được lăng nhăng, và tình yêu phải trước sau như một. Yeah. Dạ. Em thì theo nguyên tắc 3T, thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. À, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? À, những lúc rảnh thì nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ, nên nhiều gia đình cứ bảo là mày ngủ có gì mà ngủ hoài vậy. Nên em thì rảnh thì em thích đi chơi, mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, dạ. Mà em là không thích tự lái xe, trước giờ em toàn tự lái xe không à. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Quan niệm về thế nào về hôn nhân gia đình, kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng với 1 năm là tiến tới hôn nhân hả? Theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 87. 87 à? Dạ.
Em thì sinh năm 95. À 95. Em thì khoảng 1 tới 2 năm thì có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ hả? Em vào đây lâu chưa em? Dạ em vào được 5 năm rồi ạ. À, anh thì cũng vào đây 7 năm rồi, cũng lâu đó. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. À đến đây thì anh cũng chuẩn bị một bài hát để gửi tặng em. Trước tiên là gửi tặng em, sau đó gửi tặng anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Mặc dù thì anh hát thì không được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò rống. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. À, lời bài hát cũng là gì, những gì anh muốn nói với em đó. Dạ. Rồi xin mời. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ dụ em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy không để em một ngày xa anh. Rồi. Nếu là anh thì anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ôi em hát bài gì vậy? Em thì hả? Em hát bài gì vậy? Em hát bài Nếu Là Anh ạ. Ủa bài đó sao em hát nó từ đầu cuối gì thấy nó không vô nốt nào hết trơn. Nếu là anh thì anh sẽ đâu em ngủ đúng rất không? Rất tự tin, rất hay. Tại em cũng nói rồi em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái mình đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ha, ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Sao em cảm giác của em như thế nào? Dạ. Em thấy anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Rồi, em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ, tại vì em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Dạ. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đã hết rồi ạ. Đây là một cặp song ca sóng thần. Hai bạn hợp nhau nói chung là hát thì vui ha. Dạ. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Dạ. Rồi bây giờ là chúng ta hãy nhìn cho, nhau cho nắm tay chút và chúng ta chưa, cảm chưa nhận chút xíu về tình yêu nào. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối. Dạ. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Dạ. Nghe nghe thấy con tim em cũng nói với cổ. Anh thấy con tim em anh cũng rung lắm rồi, cũng nói như cũng muốn gọi là nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. Yeah. Em cũng phải hơi run run. Em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. À, theo anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Được chưa? Dạ, dạ rồi chị. Rồi. Rồi, trở về vị trí đi bạn. À, xuống đi em. Dạ. Nói chung theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây, về cả tính tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. À, anh nghĩ rằng đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Chuẩn bị. Rất dễ thương. Suy nghĩ thật kỹ nha. Mặc dù là ít phút ngắn ngủi trên sân khấu nhưng cũng đủ để chúng ta cảm nhận được rằng trái tim chúng ta có rung động hay không. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1
2 3 Hết thời gian. Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Đã. Xin phép nhà gái hôn đi. Em xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. À, chứ đây hôn em với em với đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ là chút xíu nữa. Hôn lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Dạ em ở bên điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. À, rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được hai mối tình, có một mối tình lâu nhất là được 4-5 năm vậy, rồi xong người yêu đi câu luôn. Hả? Hả? Hay vậy? Em làm sao mà? Em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 năm, ta đi tu luôn là sao em? Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và các bạn, ủa các quý thi gì khán giả luôn đừng quay ạ. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em làm điêu khắc tượng Phật, quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á, nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm PC. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Cô gái dân bên miền Tây Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao, nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Rồi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại? Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng, nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu, có gì thì trao đổi ý kiến em sau. Nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trật quốc rồi tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời. Ủa mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời, tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật hết 9 rồi đó cô. Em, mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu, em thấy lo không? Dạ, thôi cũng không lo mấy anh. Thì em cũng là người miền Tây mà, đến gia trưởng cũng nằm trong máu rồi, đâu có gì đâu. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu? Họ có ngược không? Người miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh. Đâu có. Đâu có. Thì với gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Dạ cũng ít rồi anh, không có gia trưởng nhiều rồi em. Bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi ai làm theo ai? Đã thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhiều bạn gái á, không có hơn thua bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em làm bên điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ tháng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra, học điêu khắc luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được hai mối tình, có một mối tình lâu nhất là được 4-5 năm vậy, rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hay vậy? Em làm sao mà? Em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 năm ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung là người ta cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy người ta đòi hỏi quá, mình không đáp ứng được thì thôi cúp gu cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hơn nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có hai mối tình giống bạn bên kia, đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ nó lo chờ chút xíu anh Hoàng hỏi chút xíu thôi. À chào em gái. Anh dạ, nãy giờ anh ngồi kia suy nghĩ hoài, em phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không. Em không bao giờ ăn chay.
anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nữa mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc ảnh ấy cũng hiền, nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, ảnh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền, được á. Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khi nào ảnh đi tu luôn. Tường, đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em mà. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì buồn, cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa hỏi cái vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau làm sao? Dạ, nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố, không sao. Tình yêu mà không có khoảng cách đường xa hay thời em gian hỏi gì. Hỏi bên kia em, kia em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình cổ mới lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa, rồi đi ăn, đi uống cà phê, những quán tình cảm nữa. Cũng chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá rồi, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cổ ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có cái hàng đều răng khểnh được. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa, mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười, trời ơi, cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn, nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. À hả, à, đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. À, cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha. Thuốc không? Dạ tôi thưa vậy em có thuốc gì ơi. Rượu chè gì không? À, ngoại giao thôi chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt. Thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao chừng 1.5 tư anh. Biết lễ phép thì được lớn. Tôi nhìn là được rồi, không cần gì hỏi chị. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, nên thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được. Tạo điều kiện là sao? Tạo điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được. Tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu. Tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Rồi em hứa chắc chắn em sẽ nhường bạn gái á. Không có quan hiếp đâu. Thì em tính em chị thấy là... em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý. Tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được. Cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ có bà hả? Bà gì? Bên nội bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ chào bà. Chào chú Quyền Linh, chào dạ. Cô Cát Tường. Dạ. Tôi là bà nội của Minh. Coi như bà nội đi. Dạ. Thì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi giắng. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hương, bạn thân của bạn Minh. Thân không?
Dạ Hân, thấy bạn gái mình đây cũng dễ thương, coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi, thôi, kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Xin cảm ơn em, rất vui gặp em. Cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Em thấy anh cũng dễ thương, tính tình thì cũng hiền, nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nữa, em không có. Trời đất ơi, sao trời. Ủa thì ra là thích cái răng khểnh này để giống con chó hả? Cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó, em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. Cảm ơn anh. Sao dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi, mới cảm nhận nhìn đâu không hồi xưa nó dùng nó anh khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú làm lĩnh vực này luôn ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À Sài Gòn chị ơi. Chứ ông đâu có nỡ lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nỡ lòng nào ha. Mai về làm mình nắng con chó có răng khểnh dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi thấy chưa? Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là ở đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà ở đây mình cũng có cái duyên. Thì nên mong rằng em cũng cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn rớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Ấm yếu xìu à. Cái nút của ta bự vậy mà ấm. Ấm yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn tôi, cô ra cô nói nó gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người cái hung không mà quý vị? Hung không mọi người? Chị ơi, em phép hung em chị cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hung đi. Đúng cái đó được. Dạ. Cái đó là cái sở thích của người ta rồi, dạ, đúng dạ. Không? Không thích bạn nữ là xăm mình mà xăm quá lúa. Ví dụ cái hình sao nó bự nó to mà thể hiện giống như là rồng gì đó, rồng bay phượng múa đó. Dạ đúng rồi, đại loại nó nhìn hầm hố để gọi là nghệ thuật á. Thì em ok. Bạn thích một mẫu hình lý tưởng thế nào? Em cũng thích một người vui vẻ, không được gia trưởng. Còn về ngoại hình á, bạn bè em hay chọc nói là bây giờ mày phải mơ ước mày phải gặp một hot boy phải 1m7 1m8 trở lên thì con mày thì cuộc đời nó mới tươi sáng được. Để cho con cao lên đúng không? Anh nói bên đàn gái nghe này nha. Đừng có nghĩ là cha mẹ lùn mà con lùn nha. Bây giờ gen di truyền chỉ chiếm có 32% thôi. Không lo. Em anh chào có... chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn trai bên kia. Em tên là Phạm Nguyễn Minh Phương. Năm nay em 35 tuổi. Quê em ở Nha Trang. Sinh sống em làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình. Đang làm kế toán tài chính cho một công ty giáo dục của Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đàn trai giới thiệu cho đàn gái nghe đi em. Em tên là Hà Đăng Thượng. Đến thời điểm này thì em cũng là băm được cái năm nhát rồi. 35 rồi luôn rồi. Dạ. Quê gốc ở Bình Thuận, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên lĩnh vực tài chính, là nhân viên tài chính. Bây giờ em cho bên đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Cái điểm mạnh của em á là em là một người sống vui vẻ, hòa đồng, em biết quan tâm, biết chia sẻ công việc nhà, có thể là biết đi chợ nấu ăn luôn. Giỏi. Dạ, điểm yếu của em thì chắc cũng hơi nhiều anh. Thứ nhất là em cũng hơi rụt rè trước bạn nữ, hay ngủ nướng, hơi nóng tính, với lại em sợ độ cao. Cái dạ. Độ mà nóng tính của em là cỡ nào?
Không, em chỉ nóng, em chỉ nói chuyện thôi, xong rồi em im im rồi em bỏ qua thôi chứ không làm gì hết. Đàn gái thì sao? Còn em, ưu điểm của em á, nhiệt tình và dễ hòa đồng với mọi người. Bạn bè với đồng nghiệp em á hay ghẹo em, nói em là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mọi việc trong gia đình á thì tất cả đều em là người quán xuyến hết mọi việc trong gia đình. Bây giờ có người share ra cho em những cái đó em cảm thấy đau khổ không? Dạ không, em mừng lắm chị ơi. Em mừng lắm phải không? Tại hồi giờ em bị đầy dữ. Vậy sướng quá, đau khổ gì? Dạ, khuyết điểm của em á là khó tính, kỳ tính. Kỳ tính nhưng mà không khó chịu. Cái ưu điểm của em nhiều quá mà tại sao em lại lận đận trong tình duyên vậy? Trước đây em cũng có 3 mối tình. Dạ thì mối tình thứ nhất với mối tình thứ ba của em á thì chóng đến và chóng đi rất là nhanh. Tình thứ hai của em á thì khá là lâu, 10 năm. Bạn trai của em đi định cư nước ngoài. Giờ cái cảm nhận của bạn trai bên đó về cái mối tình 10 năm thì bạn thấy như thế nào? Bạn khá là trung tình, sống tình cảm. Thì em cũng thích mỗi người như vậy ạ. Em có mấy mối tình mà? Dạ, em được 2 mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất á là em chia tay cũng được khoảng 5 năm rồi. Bạn ơi, bạn dạ. Thích bạn gái của bạn là cao hay lùn hay là trắng hay là đen hay là như thế nào? Em quan trọng là cái tính cách hơn. Thích một bạn nữ á là sống có trách nhiệm, biết lo lắng. Còn em không thích bạn gái ở điểm nào? Cái điểm em không thích ở bạn nữ á là thứ nhất là nhuộm tóc lè lè. Em làm tài chính hiện đại rồi, tao không nhuộm gì miễn sao đẹp thôi. Dạ không, ý là em tiếp xúc nhiều em thấy cái màu thì em ok, nhưng mà ý là màu nó sao ta, gọi là nó vàng mà nó vàng quá hoặc đỏ đỏ quá, xanh quá gì đó. Người ta đầy đủ tiêu chí của em mà cái tóc ta lỡ màu đỏ em tính sao? Em sẽ thuyết phục bạn nữ cho nó giảm bớt cái màu lại. Ví dụ bà hỏng nữ hỏng giảm luôn thì sao? Hả? Em sẽ giảm tiêu chí của em. Em sẽ giảm tiêu chí của em. Sao nói vậy đi. Dạ, em là giảm tiêu của em. Đúng, cái đó được. Dạ. Cái đó là cái đó cái sở thích của người ta rồi. Dạ, dạ. Đúng không? Không thích bạn nữ là xăm mình mà xăm quá lố. Ví dụ cái hình xăm nó bự, nó to mà thể hiện giống như là rồng gì đó. Rồng bay phượng múa đó. Dạ đúng rồi, đại loại nó nhìn hầm hố đó, để gọi là nghệ thuật á. Thì em ok. Bạn thích một mẫu hình lý tưởng thế nào? Em cũng thích một người vui vẻ, không được gia trưởng. Còn về ngoại hình á, bạn bè em hay chọc nói là bây giờ mày phải mơ ước, mày phải gặp một hot boy phải 1m7, 1m8 trở lên thì con mày thì cuộc đời nó mới tươi sáng được. Để cho con cao lên đúng không? Anh nói bên đàn gái nghe này nha, đừng có nghĩ là cha mẹ lùn mà con lùn nha. Bây giờ gen di truyền chỉ chiếm có 32% thôi, không lo. Anh phân tích cho em thấy, bởi vì đàn trai anh không có được cái chiều cao lý tưởng. Theo đuổi ngành tài chính này bây giờ là của nã ông có bao nhiêu rồi? Em cũng có dư một chút đỉnh. Tặng hộp xoàng hay là tặng tặng nhẫn vàng? Cái này thì chị yên tâm, em có thể đáp ứng được. Đáp ứng luôn được hộp xoàng nha em nha. Dạ. Nha. Chào anh. Chào em. Dạ. Em không thích gì ở đàn ông? Quá kỳ bo. Ở em đàn ông là phải sỏi lỡi, phải vui vẻ. Em có tính toán không? Dạ có chứ. Có so đo không? Dạ không. À, anh đi với ai? Dạ em đi với ba em, mẹ em, chị em với lại bạn bè em với lại đồng nghiệp của em. Nói chung là toàn thể gia đình và hàng xóm. Làm cuốn phục phởi luôn rồi đó. Nói cái gì nhớ cái đó, cái vụ học hàng đó nha. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huyền Linh. Chào em. Em chào anh và em chào toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chị của em ở nhà thì là một người rất là tốt, là biết chu toàn mọi việc trong gia đình. Thì em thấy anh bên này á, thứ nhất là về ngoại hình á, em nhìn thấy là đẹp, được chỉnh chu, dạ, nhìn cũng năng động theo đúng như là ý muốn của chị em. Rồi về cái tính cách á, thì thấy anh cũng vui vẻ, dạ, nói chuyện cũng hoạt bát. Nếu mà anh muốn làm anh rể tương lai của em á thì một điều rất là đơn giản, bây giờ á em về em treo một dàn khăn đó, anh có thể phân biệt được khăn nào lau cái gì thì là anh đủ tiêu chuẩn để làm anh rể của em rồi. Căng cái này căng à nha. Khăn lau bếp riêng, lau chén, khăn riêng, lau nhà riêng, khăn lau chân riêng. Ông tức nội tôi biết cái... khăn lau gì nữa. Có những người phụ nữ như vậy. Không lẽ tôi hửi? Anh Linh ơi. Hả? Anh Linh, nhưng mà ba mẹ em với em nhớ em không bị bằng màu. Sao bằng em? Cỡ đó anh. Em có dạ. Thích những người phụ nữ kỹ lưỡng như vậy hay không? Dạ kỹ lưỡng là tốt chị, để trong vệ sinh á thì nó được an toàn. Thật sự ra thì nếu như mà lần đầu tiên mà nói em phân biệt á thì thực sự em không dám chắc, em không phân biệt được đâu. Chỉ cho em rồi thì em sẽ biết được. Thế ok đó. Lao tùm lum hết quá. Bây giờ không, để cho ba nói vài câu đi. Tôi là ba của Minh Phương.
Em gái thì nó nói đùa chơi cho vui, chứ còn nói thì sạch thì tốt. Theo nhận xét của tôi, đàn trai ok. Ok, okay. Được rồi. Trời ơi, đó, em yên tâm chưa? Chú có phân biệt khăn được nhà mình không? Con gái tôi phải biết chứ. Chú phân biệt được hết luôn hả? Còn tôi để nó ra tôi phải biết con tôi nó sao sao chứ. Chú phụ thôi, còn bác gái mới đẻ. Vâng. Chú là chỉ phụ thôi. Nhưng mà không có tôi, mẹ nó không để được ra đó. Không có phụ nữa mà chính luôn chứ có phụ nữa. Tôi phải quyết định chứ. Đúng rồi. Mình phải trụ cột gia đình chứ. Bản lĩnh đàn okay, ông. Đúng rồi, mình bản lĩnh đàn ông thời nay chứ. Thấy chưa, nói gì với cha vợ tương lai đi. Trước tiên là con xin chào gia đình. Nếu được á thì con sẽ làm hết khả năng của con. Cảm ơn dạ. Con nhiều. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, rồi, cảm ơn. Hôm nay chú đi với ai vậy chú? Dạ, em đi với lại bên đây là có em của em với lại bạn đồng nghiệp của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Em là, đến chính là em là đồng nghiệp của anh Hưởng. Anh Hưởng có một điểm là điểm trừ là khá là cầu toàn, nhưng mà như vậy thấy hợp với chị gái bên này. Thì đó đó, dạ, em nhìn thấy chị gái rất là xinh. Và em bật mí thêm một điều là anh Hưởng là một người hát rất là hay. Rồi, cảm ơn đàn trai đàn gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Có thể bước tới hát tặng quay luôn, tặng hoa là hát luôn. Dạ. Làm chủ cuộc chơi đi. Dạ. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông xa băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm. Ô hai mắt tình lại buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em, và dù năm tháng phôi pha. Trời ơi, lãng mạn quá. Vinh quá rồi. Hôm nay tới đây có một quà tặng em. Lãng mạn dạ, quá. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng anh. Hát đi thì em sẽ đáp trả lại. Mưa mong lên yêu đôi khi có những phút giây đôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chưa, có mùi mền thơm thơm và có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Trời ơi. Hồi nãy em có nghe anh em chia sẻ đó là cái ước mơ của em là như vậy. Dạ. Nhưng bây giờ em chính thức được gặp anh và nhìn thấy anh rồi. Dạ. Thì ước mơ của em tan thành mây khói rồi á. Dạ. Thì không biết rằng em có thể đốt lửa lại để có khói trở lại không? Dạ được, với điều kiện là anh nhớ ký hợp đồng với lại công ty sữa Vinamilk. Cái này thì em yên tâm, ba anh thấp, mẹ anh thấp giống như anh, nhưng mà em trai của anh á thì nó cao. Cảm nhận về nhau đi hai bạn. Anh cảm nhận trước về em đi. Cái cảm nhận đầu tiên á thì em thấy bạn nữ là một người dễ thương. Về tính cách á thì là em thấy là bạn rất là ok. Vậy em cảm nhận về anh sao? Em thấy anh cũng là người vui vẻ. Anh cũng tài chính mà em thì làm kế toán. Dạ, cho nên là nói chung là em giữ tiền cũng hơi bị kỹ. Sau này nếu mà anh có cưới vợ về thì vợ giữ tiền á. Nhưng mà nếu em giữ kỹ quá, vô thì dễ nhưng mà ra thì khó. Thì anh có ngại không? Có gió thì không sao, tại vì giữ kỹ thì ăn cơm nhà thôi, đỡ tốn tiền ăn ngoài. Bây giờ giao ước tỷ lệ luôn đi, 73, 82, 246, 50-50. Dạ không, em khoảng cỡ, nếu mà vậy khoảng cỡ từ 20-30% làm được rồi. Tức là tỷ lệ là 73 ha? Dạ dạ. Dạ thiệt ra nãy giờ cái câu hỏi em hỏi anh á, thật ra là em chỉ muốn test về cái độ tài chính của anh thôi. Chứ thật ra em không có ác đến cỡ đó đâu. Dạ. Bây giờ hết thời gian rồi các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bạn kiểm tra lại con tim mình nha. Mình nhắm mắt lại đi các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi bạn. Được rồi đó. Bắt đầu. Đó, em đi guốc anh vẫn cao hơn em yên tâm đi. Mình làm thủ tục đầu tiên của chương trình. Đó là nụ hôn đầu tiên. Con xin phép gia đình, xin phép hai bác cho con được làm thủ tục.
Anh xin phép nha. Dạ. Xong cái tiền này rửa trắng. Nè em ơi, có gì không? Dạ hết rồi. Có nói chung dễ. Rồi, để anh kiểm tra để xem sao nha. Ừ, chào bạn gái. Dễ thương quá. Bên hàng rào nhìn qua dễ thương như vậy. Hơn 55 hả? Dạ không anh, em mới có 1.5 à. Mình năm đúng luôn, đúng tiêu chuẩn mấy năm được không? Cái này cũng do nếu mà mình yêu thì cái gì nó cũng dễ rồi. Rồi, nói chung chiều cao quan trọng là tấm lòng thôi hả? Bước vô rồi dạ, phân là dư 5 phân à. Bên đây chỉ có một nhược điểm mà nãy giờ băn khoăn bên đàn trai thôi, đó là hút thuốc. Hút thuốc thì có thể từ từ bỏ được. Hút thuốc quá nó sấm vô người, nó hôi luôn. Mùi thì không thấy, nãy giờ không thấy mùi đó. Không có sao chứ hả? Nhưng mà mùi chính là mùi đàn ông là mùi cũng dễ nhớ lắm nha. Gì? Ôi, gì dở. Nhiều người phụ nữ rất là mê mùi đàn ông. Mùi đàn ông là khác nha. Mùi đàn ông. Mà anh Linh là có mùi đàn ông à? Anh hả? Anh cũng lộn xộn nhiều mùi. Mùi linh hoạt. Mùi linh hoạt, bữa mùi này mùi kia. Nhưng mùi đặc biệt thì không có. Em có ghen không? Em ít khi ghen lắm. Bởi vì tại sao hỏi như thế? Bên đây là kỹ sư xây dựng, là bạn ấy hay thường xuyên đi trên các gọi là tỉnh này tỉnh kia, cũng có giao tiếp này kia. Mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ bên kia và xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đặng Tuấn Anh. Tuấn Anh? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 33 tuổi. Em đến từ Vũng Tàu, nhưng mà quê gốc em ở ngoài Bắc. Hiện nay bạn làm công việc gì? Công việc của em hiện tại là em đang làm cho một công ty xây dựng. Em là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng? Làm việc ở Vũng Tàu, ở Vũng Tàu luôn hả bạn? Dạ không, em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Ở quận mấy? Dạ nhà, em nhà thì ở Tân Phú nhưng làm việc ở bên Thủ Đức. Trời ơi, sao lòng vòng tùm lum cái gì vậy? Tân Phú. Vũng Tàu, Tân Phú, quận Nhất hả? Ở đâu, Thủ Đức. Thủ Đức hả? Công ty bên Thủ Đức. Ta vậy ha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Phú Yên và đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc là phòng mua hàng ạ. Phòng mua hàng? Dạ. À, làm việc ở đâu em? Dạ, em làm việc ở quận 9 và em ở Thủ Đức. À, vậy là cũng đâu gần, có dính được Thủ Đức, quận 9 là cũng gần đó. Dạ. Rồi, điểm mạnh. Tuyền, 24 tuổi hả? 28. Dạ, 28 tuổi anh ơi. 28. À, bên kia là Tuyền nha, bên đây là Tuấn Anh nha. Dạ. Còn đây là Quyền Linh nha. Rồi chúng ta bắt đầu công việc. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì chị? Dạ ưu điểm của em là em là người rất hoạt bát và nhã nhặn, năng động, cũng nhiệt tình trong công việc nữa. Nhược điểm của em là em nói rất là nhanh, với lại mà ra chúng đài thì em nói rất là nhiều. Em có thích hát karaoke nên mỗi lần mà em hát một mình thì em hát hơn 3 tiếng đồng hồ. Hả? Bây giờ em thử hát ba phút coi, em hát gì 3 tiếng ngồi ngồi hát mình lên em 3 phút vậy hả? Dạ, 3 tiếng vậy hả? Dạ. Hát hết bài này qua bài nọ vậy hả? Dạ, hát hết bài này qua bài nọ. Dạ, rồi, phòng chắc hát 3 tiếng ta đi hết trơn luôn quá. Rồi hát thử một đoạn nào đó mà em thích. Rồi. Dạ, em xin hát bài hát cô gái đến từ hôm qua. Rồi. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng của nỗi thương. Hèn chi hát 3 tiếng là đúng rồi, giọng hát rất là trầm ấm ha. Rồi đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Đó là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm. À rồi còn cái khuyết điểm gì nữa không? Em rất thích ăn uống nhưng mà em nấu ăn không được ngon. Mà đó là lời nhận xét của bạn bè thôi, tuy nhiên em thấy là mình nấu cũng ngon. Nó ngon món gì, ví dụ ngon những món gì? Dạ như quê em là nổi tiếng là hải sản, em nấu là chủ yếu là các món cá như là cua rồi ạ. Cá cua là hấp thôi, cá hấp luôn hả? Hay dạ sao? Không, cá ngừ sốt cà chua. À tưởng đâu ạ, cua hấp cá hấp là đặt lên sở trường của em chứ. Dạ. Rồi giờ hỏi cho vui vậy thôi ha. Rồi mời bạn nam. Dạ em thì không có ưu điểm gì nhiều nhưng mà nhược điểm thì hình như là hơi nhiều. Rồi một vài cái cụ thể thôi. Dạ, thứ nhất là em hiện vẫn còn đang hút thuốc, chưa bỏ được. Hút thuốc? Hút ngày nhiều không? Không nhiều anh, ví dụ như công việc nó mà suy nghĩ nhiều. Căng thẳng quá đúng không? Còn em có điểm yếu nữa là về cái mặt những cái gì về âm nhạc hay nghệ thuật á. Là em... Nó không quen em? Đúng rồi, em không quen nó cũng không quen. Không có bà con gì hết? Dạ, không có bà con gì hết. Rồi. Về cái ngoại ngữ cũng vậy, em biết chút chút. Nó lớn xíu em ơi, bên đây không nghe được. Dạ. Về... nói chung là về âm nhạc bạn ấy không bà con với ai hết. Về ngoại ngữ thì có người biết người không. Dạ đúng rồi, có người biết. Còn sợ
Còn em cũng có tính hậu hậu đậu á, kiểu như là đi làm cái gì mà tính em là muốn làm ngay. Ví dụ như mà có cái việc gì đó là muốn làm ngay thì nhiều khi nó làm vội quá thì nó sẽ dễ hỏng việc. Nếu mình từ từ chậm chậm lại thì nó sẽ dễ thành công hơn, dễ làm dễ được hơn. Mà tính em nó lại muốn làm ngay nên là nó nhiều cái nó cũng dễ hỏng. Vậy thì phải có người kèm em. Đúng rồi. Có người kèm nó đỡ hơn. Còn ưu điểm thì em chỉ được cái tính em nó dễ gần, dễ tiếp xúc với mọi người. Hiền nữa đúng không? Cũng hơi hiền. Hơi hiền. Nói chung là trong công việc hoặc là trong cái gì á, nếu mà em giúp được thì người khác nhờ thì em sẽ giúp nhiệt tình, giúp hết mình. Còn rất hình như hết. Còn bây giờ em chỉ thấy có nhược điểm lớn nhất là bỏ thuốc thôi. Dạ, em có hứa với mẹ là nếu mà có bạn gái thì em sẽ bỏ. Rồi, hôm nay hy vọng người ta sẽ bỏ nha. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được 3 mối tình. Khá dữ ta. 3 mối tình, là nào dài nhất? Chắc là mối tình dài nhất thì nó là thời kiểu học sinh á. Còn học sinh bỏ qua đi. Dạ. Còn mối tình mới nhất đây nè. Mối tình mới nhất thì chắc được hơn 1 năm. Bọn em chia tay cũng khoảng 2 năm rưỡi rồi. Lý do? Công việc của em là nó đi xa. Mà bạn nữ thì ở phần miền Bắc nữa. Em thì có xu hướng là muốn vào trong này lập nghiệp và gần gia đình ở trong này hơn. Thì hai đứa nó không đồng quan điểm. Nhưng mà nói chung là lỗi cũng là do nam nhiều hơn chứ không thể nào trách các bạn nữ. Tốt, nam biết nhận lỗi là tốt. Chia tay xong đừng đổ thừa bằng nữ được rồi. Coi như sao mà hết lòng với lại cái quan điểm nó không có hợp với nhau ha. Dạ đúng rồi. Thôi, mà bạn gái. Dạ thì em trải qua 2 mối tình chị. Tất cả là đều thời sinh viên hết. Mối tình thứ nhất là tụi em quen nhau 3 tháng. Mối tình thứ hai là được 3 năm. Dạ. Quen 3 năm. Lý do tại sao chia tay? Bởi vì lúc ra trường thì bạn nam là muốn về quê lập nghiệp, nhưng mà quê là ở Hà Tĩnh. Cũng xa, mà em thì lại muốn phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên tụi em cũng quen xa và chia tay. Rồi từ đó đến nay là được bao lâu rồi? Dạ, từ đó đến nay là 5 năm đó chị. 5 năm? Dạ. 5 năm qua không có ai để ý mình hết trơn hả em? Có thể có người để ý mà em không để ý người ta. Còn có người em để ý mà người ta không để ý em. Khổ ha. Dạ. Cái người theo tình thì tình, phụ tình thì tình theo ha. Cái người bởi vậy ta nói khó ghê. Bởi vậy mới nhờ tới chương trình mà muốn hẹn hò. Dạ, đúng rồi. Rồi bữa nay muốn tìm người như thế nào? Dạ, em muốn tìm người, em cũng không có mẫu người lý tưởng nào, nhưng mà về ngoại hình là cao hơn em, phải 1m65 trở lên. Rồi. Vui vẻ, hoạt bát, không có, đừng có nói nhiều quá, tại vì em nói nhiều rồi. Ngoài ra là anh đó là phải chững chạc, trưởng thành. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai đeo quá nhiều trang sức. Đeo trang sức hả? Bên kia có đeo trang sức không? Con trai mà đeo trang sức nhiều thì cũng là hơi nữ tính anh. Hài hòa lắm. Bên đây không có đeo gì trơn á. Dạ. Ngoại trừ đeo một cái trang sức là mắt kiến thôi. Yên tâm. Dạ, đừng có mùi cơ thể quá nặng. Mùi cơ thể hả? Dạ. Chờ chút. có mùi gì đó. Không, mùi hàng rào, không phải. Nói chung là chưa có mùi gì, phát hiện mùi gì hết. Còn gì nữa? Dạ, bạn trai đừng xăm chỗ ạ. Hả? Xăm chỗ quá nhiều anh. Xăm chỗ dạ. Hả? Không có. Có chỗ, chưa có xăm. Không có xăm gì hết. Dạ, không xăm gì hết. Dạ, dạ được rồi chị. Được chưa? Dạ, được chị. Dạ, đủ chuẩn hết rồi ha. Dạ. Bên bạn trai đạt được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của bạn gái? Hơn 70 thôi anh. Mấy? Chi cao dữ vậy? Thôi lấy 70 thôi. 70%. Từ 70 trở lên. 70 là tốt rồi. Dạ. Ngon lành. Vượt mức trung bình rồi anh ơi. Rồi yêu cầu của bạn trai thì sao nè? Dạ em á, yêu cầu của em thì nó đơn giản lắm. Em thích tuyết người phụ nữ nó vừa hiện đại vừa truyền thống. Trời, cái này khó. Đó. Không, em là người hiện đại và truyền thống anh. Hiện đại là sao mà truyền thống là sao? Cũng là bạn nữ, bạn ấy cũng hoạt bát, năng nổ, cũng tiếp xúc ở bên ngoài nó thoải mái, nhưng mà ví dụ về gia đình ấy thì cũng biết trên biết dưới, biết chăm chút cho gia đình. Hiện đại cũng biết vậy, đâu phải hiện đại là người ta không biết cái điều đó đâu. Đó thì em mới nói là nó dung hòa giữa hai cái là được, không cần biết bên nào nhiều bên nào ít. Rồi. Cái thứ hai thì ngoại hình thì em cũng thích bạn nữ cao 1m55 trở lên. 55 chắc chắn rồi, không bao giờ ai cao 1m49 hết trơn. Còn gì nữa không?
da trắng trắng một xíu thì da tốt. Trắng. À. Còn ví dụ như về tóc tai quần áo hoặc là bạn ấy xăm hình hay không thì em không quan trọng. Tại vì xăm nó cũng có một chút đẹp. Nên là em cũng thích xăm nhưng mà chưa dám xăm thôi. Xăm trái tim hay giữa trái. Đẹp không? Không nhìn không? Dạ hết rồi. Có nói chung dễ. Rồi, để anh kiểm tra thử xem sao nha. Ồ, chào bạn gái. Dễ thương quá. Em cảm ơn. Bên hàng rào nhìn qua dễ thương dễ rồi. Hơn 55 hả? Dạ không anh. Em mới có 1m5 à. 1m5 đúng luôn. Đúng tiêu chuẩn 1m5 được không? Cái này cũng do nếu mà mình yêu thì cái gì nó cũng dễ rồi. Rồi nói chung chiều cao quan trọng, quan trọng là tấm lòng thôi mà. Quất vô đôi dạng phân là dư 5 phân à. Bên đây chỉ có một nhược điểm mà nãy giờ băn khoăn bên đàn trai thôi, đó là hút thuốc hả? Hút thuốc thì có thể từ từ bỏ được. Hút thuốc quá nó khắm vô người nó hôi luôn. Mùi thì không thấy, nãy giờ không thấy mùi đó. Không có sao chứ hả? Dạ. Nhưng mà mùi chính là mùi đàn ông là mùi cũng dễ nhớ lắm nha. Gì? Ôi, gì? Gì? Nhiều người phụ nữ rất là mê mùi đàn ông. Mùi đàn ông là khác nha. Mùi đàn ông. Mà cái anh Linh là có mùi đàn ông không? Anh hả? Anh cũng lộn xộn nhiều mùi. Mùi linh hoạt. Mùi linh hoạt có bữa mùi này mùi kia. Nhưng mùi đặc biệt thì không có. Em có ghen không? Em ít khi ghen lắm. Bởi vì tại sao anh hỏi như thế? Bên đây là kỹ sư xây dựng. Thật ra bạn ấy hay thường xuyên đi trên các gọi là tỉnh này tỉnh kia, cũng có giao tiếp này kia. Không ghen ha? Dạ. Rồi, nước da thì cũng hơi trắng trắng chút. Vậy cũng ổn rồi đó. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Chịu không? Chịu. Chịu, chịu ha. Này, cho đàn gái qua coi mắt đàn trai với đàn trai bên đây hiền lắm à. Bên đây bạn cũng chững chạc lắm á. Em chào chị. Đang sức mắt kiến à? Đang sức mắt kiến thôi. Xây qua xây ghê coi. Hơi ốm ha. Dạ, cũng vậy em hơi ốm. Có mùi gì không? Xa quá đâu có nghe được. Không có mùi. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ thì cái này phụ thuộc bên bạn nữ. Nếu mà hai người hợp á, thì lúc nào bạn nữ đồng ý là có thể tiến. Nhưng mà em có tính là lập nghiệp ở đâu? Tại bạn nữ chỉ muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Em là cũng từ ngoài Bắc chuyển luôn. Ngày trước là em làm ngoài Bắc, em muốn lập nghiệp trong này nên em chuyển vào chi nhánh. Nhưng mà chị nghe là ba mẹ em ở Vũng Tàu. Dạ đúng rồi, em ở trên đây với cả mấy đứa em. Thì mình có ý định là về Vũng Tàu làm dâu không? Dạ không, nhà mẹ em không thích ở chung với con dâu con không cha. Thích luôn. Thỉnh thoảng gặp nhau thôi chứ thăm chơi thôi đúng dạ, không? Đúng rồi. Em đã sẵn sàng những gì cho đám cưới chưa? Nếu mà cho khoảng 6 tháng thì em nghĩ là về cái phần chi phí mà đám cưới là em lo được. 6 tháng đến 8 tháng là ok. Rồi. Còn nhà thì nhà em có một căn nhà nhỏ bên Tân Phú này. Có nhà bên Tân Phú luôn rồi. Rồi mấy anh em đang ở đó. Giỏi quá ha. Đâu, cái này không phải của em. Nhà chung mấy anh em Hùng hả? Dạ không, của ba mẹ. Của ba mẹ. Dạ. Mình phải sẽ phấn đấu có một cái nhà riêng trong vài năm, mình phải lên kế hoạch. Dạ, cái đó thì có, em cũng có kế hoạch nhưng mà khoảng 4 đến 5 năm nữa. Đúng thì rồi, phải có kế hoạch. Các kỹ sư xây dựng tao muốn xây đúng không? Phải xây rồi gì đúng đó. Không? Phải xây cho người ta dễ rồi, xây cho riêng mình á thì mình phải có kế hoạch. Ha, chứ vợ con về ở đông đúc chật chội cũng đâu. Không, cái nhà đó cũng không đến bị chật lắm. Giờ ở trọ thì cũng thời gian thôi, khi có con phải có cái nơi ổn định cho con cái, đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi. Bạn nữ bên đây là thấy cũng hợp tiêu chuẩn của bạn đó. Nhưng mà có điều là có những bạn có cái tật xấu gì nãy giờ bạn chưa khai không? Tật xấu à? Em nhiều tật xấu lắm, cái gì cũng có đó. Nhưng mà nó lúc này lúc cái kia chị cái này lúc cái kia là sao? Cái gì mà nó bạn thấy ví xấu? Ví dụ như tùy trường hợp mà nó có nó mới biết được tật xấu hay không thôi. Ví dụ chị phải ví dụ thì em mới biết được nó có hay không. Tôi nghĩ bạn mà bị ốm như vậy á là cũng lý do là bạn bị hút thuốc nhiều quá, dạ, bảo thuốc nhiều quá nó ảnh hưởng đến người xung quanh nữa, đúng cho nên rồi. Là nếu như bây giờ bấm nút nè, hẹn hò nè, dạ. Em nhắm bao lâu còn bỏ được thuốc? Tại em có hứa với mẹ em rồi, ngày xưa mẹ là con nói là bỏ thuốc nhưng mà em hứa với mẹ là chừng nào mà con có người yêu mà xác định cưới là lúc đó bỏ hẳn luôn. Rồi. Nữa. Rồi vậy là cái này ăn thua bạn gái nữa đúng không? Dạ đúng, cũng cái này là cũng muốn lắm rồi nhưng mà chưa lâu có động rồi. Lực, chưa dạ, có động lực. Rồi hy vọng là hôm nay sẽ có động lực bỏ thuốc lá, cố lên nha em. Cứu một dạ. người và cứu cả nhiều người xung quanh. Dạ. Hôm nay mình đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em đi với ba em gái và đồng nghiệp, bạn thân, bạn cùng dãy trọ, đông lắm chị. Gia đình đi đông quá, dạ. Có ba em ha. Dạ. Dạ, cho gặp ba của mình bạn gái ạ. Chào chú. Chào chú.
Rồi chú cứ nói đi chú. Được rồi chú. Dạ. Kính chào em chị Quyền Linh và em chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn trai. Khỏe. Chú Quyền vô lúc nào? Vô chiều hôm qua lúc lên xe 6 giờ. Trời ơi, nghe con mình tham gia vô thăm liền đúng không? Dạ. Sắp xếp công việc đó tham gia. Dạ. Chú thấy con rể tương lai mình thế nào? Thì qua thông điệp của Tuấn Anh thì tác phong thì chủ chạp, tính cách thì qua giọng nói thì cũng có điểm hiền lành, thì tôi thấy rất được. Nếu mà hai đứa có tâm đầu thì sẽ tìm hiểu đến với nhau. Thì sao nữa, anh Tiền thì cũng đã có công việc làm ổn định ở trong thành phố. Nói chuyện về con chú đi. Dạ, chào chào chú. Cảm ơn chú con. Chú đi. Chú con. Cháu nói với chú, nếu mà cháu và em có cơ hội tìm hiểu nhau và đi đến được cuối cùng thì cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho em đó, bằng hết sức, bằng chính cái khả năng của mình và hết sức mình có thể. Chú cảm ơn. Nhà chú Phú Yên đó. Dạ. Rất là Phú Yên không? Em không hiểu sao nhưng mấy năm trước em đi công tác ở, em làm ở Quảng Ngãi ấy, thì cái mạng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là em rất 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 thích những người ở khu vực đấy. Rất có ấn tượng đặc biệt với con người ở khu vực đấy. Đó. Người Phú Yên là dễ thương lắm á. Dạ em biết. Ở đó có hoa vàng, cỏ xanh đó chứ mà. Rồi, vậy là chú ủng hộ con rể tương lai ha. Ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một đứa em ruột và một đứa em họ. Em ruột hả? Dạ em ruột và em họ. Rồi cho gặp. Có nhìn em ruột biết anh ruột nha. Dạ. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào các Tường. Chào em. Chị và toàn thể mọi người trong chụp ảnh hôm nay. Thì anh em á, nãy nếu mà nói về ưu điểm của anh em á, thì là anh em còn ở nhà á, thì là nếu mà những ngày mà anh ở nhà rảnh rỗi á, thì anh hay dọn dẹp nhà với cả là nấu ăn ngon lắm, chị yên tâm. Anh em là nấu ăn số 1 đó chị. Hay quá. Thì rồi với cả anh em cũng cái nhược điểm là tại vì cái vấn đề công việc nhiều quá nên là cái không anh muốn chăm lo được bản thân lắm. Nên là đến giờ mới chưa có bạn gái lại. Và bên đây thì em thấy chị dễ thương và nói chuyện hiền, và em thấy là cũng đầy đủ tiêu chí mà anh em muốn từ một người, của một người bạn gái. Và nếu mà em thấy anh chị mà nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau, và nếu mà có duyên phận với nhau thì sẽ nên vợ anh chồng với nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình đã khảo sát hết tất cả mọi thứ rồi, các bạn đã nghe giọng nói qua cái hàng rào rồi. Vì chúng tôi sẽ mở hàng rào ra để các bạn tiếp cận gần hơn và chia sẻ nha. Rồi, mở hàng rào. Bắt đầu, mở hàng rào. Hàng rào mình có nhớ thôi, mở nhanh. Không nhớ, mở lâu lắm. Thiếu nhớ. Mở hàng rào, ủa đâu rồi? Rào điều khiển tự động có hai cái tay với đèn đạn có. Rào gặp mặt anh có lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Dạ anh là người chững chạc, dạ, ít nói. Không, anh nói nhiều lắm á, chẳng qua không có cơ hội để anh nói nhiều thôi. Mở quà đi em. Hôm nay chị thấy xin phép giống như là mặc áo tình nhân vậy đó, mặc áo cặp vậy đó, rồi hộp quà cũng xanh luôn nữa, màu xanh hy vọng đó. Hộp đó hông? Ồ, đẹp quá. Dạ. Một bó hoa hồng. Dạ. Dạ, hoa sáp. Bằng sáp em. Đẹp quá. Hy vọng nhận món quà của mình bạn cũng có cơ hội, anh có cơ hội để tặng em nhiều đó hoa như thế này thôi. Lúc ấy nó sẽ không là bằng sáp nữa mà nó là thật. Dạ, em cũng rất là hoa sáp ạ. Thế công việc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ, công việc của em thì làm theo giờ hành chính. Dạ, từ 8 giờ tới 5 giờ. Em được nghỉ chủ nhật và chiều thứ bảy. Ủa, mà em làm ở quận mấy hả? Vừa mới anh nghe thấy như Thủ Đức. Em làm ở quận 9, em ở trọ ở Thủ Đức. Dạ. Dạ. Từ quận 9, chỗ em, anh thì cũng làm ở bên Thủ Đức. Dạ. Công trình cũng ở trên quận 9 với cả công trình thì quận 2, cũng đi chạy qua quận 9 Thủ Đức nhiều. Nhưng mà anh không giành đường đâu.
Dạ. Nếu mà sau này công việc của anh ấy nó không phải cố định là giờ hành chính, mà có thể là nó nhiều có khi anh phải tăng ca anh làm đến tối cơ, thì không biết là cái lịch hẹn hò của em thì nếu mà mình có hẹn hò với nhau thì em sẽ hẹn được những thời gian nào thì anh cũng biết là sắp xếp. Cái đó là mình sẽ sắp xếp và tùy theo công việc thôi. Thì buổi tối thì em thường đi là từ mấy giờ đến mấy giờ? À, như em trao đổi là từ sau 5 giờ thì em có thời gian á. Năm giờ. Thì chủ nhật là em rảnh cả ngày đúng không? Dạ đúng rồi, chủ nhật thì em rảnh. Có khi chủ nhật mình sẽ đi chơi được nhiều hơn. Dạ. Em có dự định gì về cái kế hoạch ở cuộc sống của em trong tương lai không? Kế hoạch của em thì em sẽ lập gia đình ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đây luôn. Gia đình em bây giờ là bố với cả mọi người đều ở ngoài Phú Yên hả? À, dạ, nhà em thì có bố mẹ, hai em gái, một em gái thì lấy chồng rồi, còn em gái là đang ở Phú Yên, đang ở trọ cùng với em. Quan điểm tình yêu của hai bạn như thế nào? Em nói đi. Anh hỏi nhiều quá. Quan điểm tình yêu của em là hai người phải có sự tôn trọng lẫn nhau ạ. Nhà và tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì như thế nào? Anh á. Anh nghĩ là nếu mà cái anh cái quan điểm tình yêu của anh nó không rõ ràng lắm, nhưng mà anh biết một điều là nếu mà yêu á thì là phải tin tưởng. Và nếu mà anh yêu một người nào đó từ trước đến giờ, anh sẽ dành hết tất cả tình cảm của người ta. Anh không, nói chung là anh cũng thích cái đẹp nhưng mà nó chỉ là lướt qua thôi. Còn nếu mà anh mà yêu người nào đó rồi á thì người đó chắc chắn là sẽ đẹp nhất trong mình. Những cái kia nó chỉ là gọi là mình yêu cái đẹp thì mình ngắm thôi. Tại vì nhà anh có truyền thống là chung thủy, không có truyền thống là yêu nhiều người hoặc là như thế này thế kia. Đó. Em có thể chỉ anh cách làm rể Phú Yên. Hỏi đi. Để làm em, Phú Yên làm gì? Ví dụ như anh, em ở trong đây ấy, thì nhà em ở Phú Yên là bao lâu em phải về một lần? Thường thì em về thăm nhà là dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 hoặc là Tết ha. Mà thế gia đình em cũng đơn giản lắm. Thế con rể Phú Yên thì phải làm những gì? Con rể Phú Yên thì cũng giống như những người con rể khác thôi, cũng đơn giản thôi. Về thăm nhà cùng với em chứ không có rể. Chỉ thăm nhà thôi hả? Dạ đúng rồi, thăm nhà. Tốt à, có thể trò chuyện với ba mẹ em. Nhiều lên thêm nhiều. Ba em rất thích trồng cây cảnh ha. Khi mấy chậu bông á, có thì anh phụ giúp cái đó cũng được. Để Phú Yên có khó chút xíu đi, để tưởng dễ nó về hoài đó. Anh có thích đi du lịch không anh? Anh cũng có thích đi du lịch nhưng mà ngày xưa thì còn đi nhiều, nhưng bây giờ bạn bè nó lấy vợ hết rồi, đi với ai được, bây giờ anh còn ở nhà. Tại vì em cũng rất thích đi du lịch đó, nếu như có thể thì... Em đã đi được đến đâu rồi? Em đi được một số khu vực ở Việt Nam và mấy nước Đông Nam Á ha. Đi nước ngoài hả? Dạ. Anh dốt tiếng Anh lắm nên là anh ngại đi nước ngoài lắm. Tiếng Anh em thì cũng khá nên nếu như đi thì em sẽ làm cái đó. Không quá, đúng nguyện vọng rồi. Nếu mà sau này nếu mà có cơ hội thì anh với em đi sẽ đi du lịch nhiều hơn. Dạ. Quan điểm gì con trai con gái thế nào hai bạn? Em thích con trai con gái. Có con sau này hả anh? Nếu mà mình đến được thì em thích con trai không? Con trai con gái thì cũng được anh, tại vì con của mình chưa đâu phải con của người khác đâu. Anh thì quan điểm của anh là anh thích giống con giống anh Linh, là hai cô con gái. Anh đau khổ lắm đó nha. Không, nhưng mà con gái hay anh thích con gái hơn nhà con trai. Em là ba đứa con gái ha. Không sao cả. Nhà anh ai cũng thích con gái hơn con trai. Dạ. Nhưng mà thật sự là anh thích con gái như anh Linh hơn hai cô con gái. Rồi, bây giờ mình chia sẻ cũng nhiều rồi. Mỗi người nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói một câu thôi, cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, và mình nhận xét về đối phương như thế nào. Dạ. Anh nói trước nhé. Dạ. Anh không nghĩ nhiều đâu. Con trai xây dựng thì nó hơi khô khan, nó cũng không có lãng mạn. Nhưng mà nếu mà mình hẹn hò với nhau ấy, thì anh nghĩ là anh sẽ dành tất cả những cái gì mà anh có thể làm được cho người mình yêu. Và hy vọng là nếu mà anh tin là nếu mà mình tìm hiểu kỹ mà đi được đến với nhau, anh có thể chăm lo cho em được. Dạ. Gái có gì vậy? Dạ, nếu như mà có thể là hãy cho nhau một cơ hội ạ. Rồi, yên tâm, anh ấy là kỹ sư xây dựng. Anh ấy sẽ xây dựng cho em một ngôi nhà tình yêu. Ở nơi đó có tiếng cười của trẻ thơ. Ở nơi đó có đầy đủ những điều mà em muốn. Đặt tay vào nút bấm. Để tay vào nút bấm của chàng trai bên kia, bên tay trái.
Sau khi trò chuyện, sau khi khảo sát hai bên gia đình, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Bởi đây là tình yêu, là hạnh phúc của các bạn. Chúng ta hãy bấm nút vì trái tim của mình. Cơ hội chỉ có một, bấm hay không bấm. Ba tiếng đếm, các bạn thấy điều đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất là xứng đôi. Âm tài nhau. Sự trùng hợp. Rồi, bây giờ đó là bắt đầu là xin phép chú nè. Ngày hôm nay chính thức tại bạn muốn hẹn hò tại giờ này, xin chú là cho phép chúng con quen nhau và tìm hiểu nhau. Và xin phép chú con hôn bạn gái con gái. Cháu xin phép chú từ bây giờ là cho cháu được phép tìm hiểu bạn. Còn Huế nữa. Cháu xin phép được hôn bạn. Chú đồng ý. Chú đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Đó. Cháu xin phép bạn. Thôi dễ thương quá. Phải nói tất cả các bậc cha mẹ đều rất hạnh phúc trong giờ phút này. Có thể nói đây là một cơ hội để các bạn có thể tiến xa hơn trên đường hạnh phúc. Được sự ủng hộ của gia đình, của tất cả mọi người nha. Chúc các bạn sẽ sớm gửi tiệp cưới cho chúng tôi nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nơi đó có một không gian rất lãng mạn, các bạn có thể nói những lời yêu thương nhau và hôn nhau nhiều hơn. Đây là một gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng từ thương hiệu thời trang Couple TX gửi tặng hai bạn. Cho chị chạy cái này. Cốm cốm gì đó. Cấm dẹp. Anh tặng cái đó trước đi anh. Rồi. Đây là một đây là hai cái nệm cao su đồng hai cái gối cao su đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu một quà giảm giá 25% khi các bạn mua quà trên tất cả các chi nhánh của nệm đồng phú. À. Ở đây tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối, gửi tặng hai bạn. Và đây gửi tặng hai bạn một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì cái TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt nha. Và đây là phần đây là quà tặng của anh ấy dành cho bạn nữa. Rồi, chúng ta đi xem phim. Rồi cầm sau đó cầm hết đi rồi nắm tay nhau nữa nha. Đừng có buông tay cô ấy ra. Nhớ nha. Đúng rồi. Thiết kế cô ấy một ngôi nhà tình yêu nha.